Oppo, chuyên gia selfie. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Nhìn lại tuần đấu. Tuần thi đấu thứ 5 mở màn cho lượt về của vòng bảng cũng là tuần đấu của muôn vàn cảm xúc khi các đội tuyển trong top 4 lần lượt ngã ngựa. Tâm điểm của vòng 8 là cuộc chạm trán giữa Pokemon và Honor Adonis. Bổ sung khiên ở lượt về cộng với sự xuất sắc của Ara trong những pha tranh cướp rồng, Pokemon đã có chiến thắng nhanh chóng ở ván 1, khiến cho Honor Adonis phải tung tân binh Leona vào thi đấu ở ván 2 với con bài mà anh ta thuận tay nhất, Tulen, giúp họ gỡ lại được một ván đấu. Nhưng ván 3 là trận đấu của chiến thuật, toan tính, cần não giữa cả hai bên. Trong những giây phút căng thẳng nhất, thì pha backdoor quá ấn tượng của Khiên giúp Pokemon phục thù lượt về với tỷ số 2-1. Và cũng ở vòng 8, team Thái Nguyên đã có được điểm số đầu tiên của mùa giải này. Nhưng đáng nói hơn, khi đội nhận thất bại đó chính là team Flash. Sau khi có được ván thắng dễ dàng ở ván 1, team Flash bắt đầu thử nghiệm chiến thuật ở các ván sau. Và chính sự chủ quan của team Flash đã khiến họ bị đả bại bởi đội tuyển đang có vị trí thứ 8 một cách đầy cay đắng. Kết quả của hai trận đấu còn lại như sau: Swing Phantom có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Tabago AA. Bất ngờ chỉ diễn ra với Esports Kingdom khi có được chiến thắng tuyệt đối 2-0 trước Overclocker. Tại vòng 9, mặc dù bị đánh giá thấp hơn so với Honor Adonis, nhưng Tabago AA lại có được chiến thắng quá thuyết phục. Ở ván 1, sau hơn 24 phút chịu đèn nén của Honor Adonis, Tabago AA chớp được một khoảnh khắc quý báu giúp họ lật ngược giao tranh và lội ngược dòng ngoạn mục. Bước sang ván 2, vẫn là một thế trận áp đảo đến từ Honor Adonis ở suốt nửa đầu trận đấu. Nhưng chỉ một tình huống di chuyển lỗi, Tamago AA đã trừng phạt Honor Adonis bằng khả năng cầm chân nhạy bén đầy kinh nghiệm của IM để Wygod có thể lấy trụ. Overclocker và Team Flash sau cú sẩy chân ở vòng đấu trước đã thi đấu cẩn thận hơn và có những chiến thắng dễ dàng trước Team Thái Nguyên và Esports Kingdom. Và cuối cùng là Pokemon vẫn không thể phục thù được Swing Phantom ở lượt về và để thua với tỷ số 2-1. Sau hai trận toàn thắng, Swing Phantom leo lên vị trí thứ 3, đẩy lui Honor Adonis xuống vị trí thứ 4. Còn Pokemon thì xa dần top 4. Vòng 10 sẽ diễn ra vào thứ 4 và thứ 5 tuần tới với cặp đối đầu tâm điểm là Swing Phantom và Team Flash. Đặc biệt hơn, khi cặp đối đầu siêu kinh điển không thể bỏ lỡ giữa hai đại kình địch là Pokemon và Team Flash sẽ diễn ra ở vòng 11, thứ 7 ngày 13 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.